Độ đó. Dạ. Đang ra là cho nó tu hành nước Ấn Độ, nước trà già đó. Nó không biết tu. Dạ. Thành là mượn mấy chỗ độc đó biết không? Nó tu sau này còn nhớ giác nó được phần nào. Dạ. Cái Đức Ngọc Hoàng với ông Tính Vũ Sổ 1536 tiêu diệt luôn ở trên cõi tòa. Mà Đức Phật cũng du sinh lại để ông dạy. Coi sau này lọc có thượng ngơ gì được bao nhiêu người. Chứ người người không giữ không làm tội chết tội nghiệp người ta. Thấy không? Đó, thành ra ông Ngọc Hoàng Thượng Đế ông ăn chuẩn. Ông Ngọc Hoàng Thượng Đế cháu biết sao? Cái đức ông vô lượng mà. Cái đức không ai mà sánh bằng ông nổi là trên bầu ổng. Cũng như mà ông cha ông qua hết thế giới này ai có tội phạm gì lại trình tố ổng. Có phán quan lại thử. Dạ. Đó. Thành ra cái gì phải tâu qua Đức Ngọc Hoàng được, không có Đức Ngọc Hoàng được. Dạ. Vì ổng nó là ở thiên đàng còn cõi trời còn ăn nhậu mà ở cõi Phật là yên tĩnh như cái bàn thạch không có ăn nhậu. Dạ. Mà mày sống mà qua đó được rồi tại sao mà Đức là ngũ tổ là không biết một chữ dốt đó. Mà ông tu rồi coi như là ông đắc đạo thành Phật. Những cái bài kinh kệ của ông giáo sĩ nhà ông ra ông viết thì do cắt luôn, bôi là chùi viết lại liền. Ông đó không biết chữ, mà mấy người kia biết chữ rành hết rồi, không đắc đạo mà không đắc đạo. Dạ thưa ông Bảy cho con hỏi thăm đó ông Bảy. À, con nghe nói rất là nhiều về Phật, tuy nhiên Phật ở đâu ông Bảy? Cái gì? Con nghe nói rất là nhiều về vị Phật, giống như là nhiều Phật lắm. Nhưng mà mấy người đó không biết rồi. Dạ, nhưng tất nhiên không biết rồi. Dạ. Đó. Hy vọng rằng ngày hôm nay được ông Bảy chỉ đường ạ. Cái gì á là ông Bảy nói như thế này nè, Phật là tại tâm chứ không có đâu xa. Đức Phật Tổ A Di Đà cũng có để trao đổi bên đó là Thiện Nam Tín Nữ tại tâm mình chứ không phải trên non như núi để kiếm đâu. Dạ. Mấy người đó muốn đó là vui rồi kia đi cho biết quan cảnh này kia cho Phật tại tâm nè. Đâu xa, bởi vì Đức Thầy nó địa ngục còn tại tâm làm đấy. Về thiên đàng thăm mấy tạo ra cái tâm quỷ vậy mà tiên hay Phật cũng là tại nó. Dạ. Yeah. Lại không thích nó quá rõ quá dễ rồi. À, bây giờ cho để 1 triệu bạc, 2 triệu bạc nè. À, gia đình ở xóm giường là nó nghèo khổ, không gạo ăn, đói khổ rồi kia, cho sức cho 5 ba người, đó là cấm công đức cho rồi. Mấy người đi chùa chiền gì đâu có chấp. Dạ. Yeah. Vì bầm dập, nhức mình, nhức mỏi, thuốc ngủ xa bóp nữa. Dạ, nó còn mấy người ở nhà là không đi, mà ta làm được chuyện đó, người ta đắc được cái phước. Đắc được. Dạ. Yeah. Đó. Bởi vì người ta muốn biết Phật á, thì do nó cái tâm của mình. Cái tâm của cháu á, từ sáng suốt rồi á, thì tất nhiên cháu đạt chuẩn rồi. Dạ. Đó, ông Đức Phật nói chỉ là cái xác hàm này thôi, để cắt thôi, còn phần hồn cháu, Phật Tổ sai các đồng tử kia, hướng lộng tàn, kia hương thơm, đem phần hồn đó gì cực lạc. Dạ. Phật bà đã cải tử rồi sao? Nước cam lồ đó. Dạ. Cháu quá thân là coi như trẻ là 12 tuổi. Dạ, rất thương, lịch sử luôn. Dạ thưa ông Bảy, cho con hỏi thăm á, con nghe nhắc đến thiền Bát Nhã. Thiền nhưng Nhã. Mà mình làm cách gì để mà được ngồi trên thiền Bát Nhã ông Bảy? À thì có do nó cái tâm mình. Mình á rằng đắc đạo rồi á là có một cái chuyện lớn lao thử thách. Có cái tâm linh mình nó đắc hành hay không? Dạ. Cũng cháu tu 5-70 năm rồi cũng muốn thử một cái chuyện lạ. Đó, đây là mày nói cho chúng tâm lý ông Bảy rồi ông Bảy mới nói nè. Công dân thù Bồ Tát nào ổng một vị Phật, ổng quá là người nông dân. Dạ. Cái thiền Bát Nhã là ổng là cái thiền không có đáy. Biết không? Không có đáy. À trống rỗng à, có hai vết thôi à. Trần Quyền Trang này là cái xác phàm. Dạ. Nghe kịp không? Còn cái xác phàm trên cõi ta bà. Đó là cái ổng lui vài, ổng không dám xuống. Giờ trong lỏng thấy biển không dám đi xuống mà chìm chết. Tâm tạng. À đúng rồi, qua Trần Quyền Trang là cái tên thiệt của cha sanh mẹ đẻ. Dạ. Ông nói tên bây giờ ở ngoài đời nó kêu Tâm Tạng. Ông nghe tên lắm. Cái ông Tề, ông biết, ông người khách không? Ông nói băng giấy, xe tăng là xô thầy những đại gì thế. Ông không xuống đâu, ông phải như mình. Để gì bây giờ một ngày ông không xuống. Dạ. Cái xô xuống rồi, cái bảo là cái xác ông rời, rời ra nổi. Đó, ông chùa dân phù Hồ Tát mới đem ông về. Đem ông về, cái thành hồn thật lạ. Rồi do Phật bà với cải tử hoàn sanh. Dạ. Rồi đất trẻ lại. Rồi mới đảo lọ. Đảo lại cái ông Tài ông hỏi bạch thầy. Cái xác này của ai ạ? À? Ông Tài không biết.
không thể người thánh biết cái này là cái xác của thầy, xác cha nữa đẻ, và xô thầy xuống dưới thiền bát nhã, thầy không dám xuống, nên tụi con mới xô rồi. Bây giờ Phật bà với quá thân cải tử hồi sanh, thầy mới trẻ lại. Dạ. Đó, ông có biết cái nguồn gốc phải không? Đấy, mình giải thích cái nguồn gốc đó cho bà, ông hiểu chứ không ông đâu có hiểu. Dạ. Ông nói thôi giờ các đệ tử đem cái xác này lên đi, đào đào lỗ vuông nhất mà khiên xác của thầy với đất là tự tế, đừng cho cái xã hội nó nhiễm bệnh, biết không? Nó như vậy bây giờ mình mới theo hướng đó mình làm, thấy chưa? Đó như vậy rồi. Rồi ông dân phù Bồ Tát đó, ông nói vòng lai tiên cảnh ai có rảnh thì đi, còn mắc nợ thì ở lại trần gian. Có ai đi được không? Chỉ có ông Trần Quỳ Trang đi được thôi. Dạ. Ông cứu được là bảy đời của ông bà, của là tổ tiên của ông. À, bảy đời của ông bà, của bà là cái bà gì, bà gì, bà trên vua dưới bà này, bà Thanh Đề đó. Chỉ có mình ông Trần Quỳ Trang cả thế giới này luôn, chứ không có ai mà cứu được đâu. Dạ. Cứu thầy không thích rõ ràng luôn mà. Đắc đạo mà. Thầy cho phép mà. Hả? Cũng xuống đây lãnh lệnh Đức Phật tổ rồi. Chừng nào đạt được lục thông trở về cứu độ tổ tông bảy đời thì ông đạt được lục thông rồi. Dạ. Ông đi tới Phật ông thỉnh kinh gì hết thì cái chuyện đó chuyện nhỏ hả? Chỉ gọi Phật Phật chỉ đạo một chút à. Đó. Thì có cái chư thần này kia người ta tiếp ứng, cái kêu gọi về sắp hàng rồi. Dạ. Người cái ông bà ông nội ông ngoại ông sơ ông cố gì đó. Dạ. Rồi mới giới thiệu từ tên cho mình biết phải không? Dạ. Mà như vậy mình mới nắm được, cứu hết cả cái họ mình. Dạ thưa ông Bảy, ông Bảy cho con hỏi thăm á, con nghe nói là sau này sẽ lập đời, tuy nhiên trước lúc lập đời thì nó sẽ diễn ra những cái sự cố gì, thầy có cho biết không ông Bảy? Có chứ. Nó dài lắm rồi, nó không hết nổi rồi, dài lắm. Ông Bảy có thể sơ lược cho con. Thì cái học cái đời này nó biến chuyển, biến địa. Là thiên địa đều biến luôn không ông Bảy? Thay nhân đổi vật hết. Dạ. Đó, dùng Bảy nói đúng thầy đó. Khi mà Ngọc Hoàng Thượng Đế mà mở cửa trời rồi đấy em, là âm thanh nó nổ 3 tiếng như vậy là con người mình nó hồn liều phải xác hết rồi, không còn nằm trong cái đầu óc nữa. Là nổ 3 tiếng sấm hơn bạn? Cả thế giới là nó dòm thấy luôn, ngọn cờ nó mọc lên nó chiếu ánh trời thì sao? Nó dòm thấy. Đó rồi nhân vật của mình 10 phần nó tiêu hết 7 phần rồi, chỉ còn có 3 phần chết là đất đất hết rồi. Cũng như lúa xạ hay hơi ngọn cỏ. Là sau 3 tiếng sấm hơn Bảy? 3 tiếng. Là mình mất đi 7 phần rồi. À, 7 phần rồi còn lọc lại lên nữa chứ không phải mình nói là về mất đi 7 phần mà thôi đâu. Người ta lọc mà, người ta sàn sẻ, ta lọc lừa. Đó. Ta lọc lừa mới được, người ta mới chọn người tu hành sao này không già không bệnh không mà nào đâu. Sống mãi vậy á. Dạ. Biết chưa cái đời thượng ngôi sắp tới nó đi tới đó. Nó sẽ đi tới đó. Sau này cháu biết nó là Nga với thằng Mỹ rồi. Trời bom nguyên tử cháu chưa có thấy cái lịch sử, cháu muốn biết cháu coi cái lịch sử tận thế hội luôn qua cháu biết liền. Đó là cái bom nguyên tử nó mới chọi ở ngoài Bắc Cực ở ngoài. Dạ. Nước lục khổng lồ nó dưng lên. À. Nó dưng lên rồi đất này nó sụp tàn lan chết chóc rồi cái chất độc của bom nguyên tử nó tan ra nó chảy như là nham thạch vậy. Nó chảy tới đâu cây cỏ chết tiêu đều ra người tới đâu chết đó. Thứ nhất là ở Bắc Cực. Bất cực nam cực vì cái đất nó sa mạc hay gì. Dạ, như vậy là lửa nó trước rồi mới tới nước dâng lên không Bảy ha. À rồi bắt đầu á. Thì hai cái nước này chỉ có hai cái nước này thôi, không có nước nào mà đụng qua tranh giành này nhào vô mà chơi lại. Nó là nó đứng đầu thế giới. Bây giờ cũng như có lớp màn lớp nó chưa có đến cũng như mày. Ngu sư tao ông này ngu sư mà tao bắt dân, chừng nào nó đủ chư hầu rồi bắt đầu biết như kết thúc. Dạ. Đó, anh hồi nào anh là học mà nó không đem ra cái nhân tài anh ra chơi với nhau sao được, để chơi coi biết thắng hay giỡn. Đó là chỉ 100 mấy chục nước rồi đứng ngoài giòm không có dám mà gớ vô trong đó cũng như bàn cờ tướng, thấy không? Bởi vì còn nghe nói là trước khi là 3 tiếng sấm nổ là cái đền vàng của núi Ông Cấm mình nó chói sáng nó xuất hiện lên, bởi vì thế giới nó mới lại tranh giành không? Bởi vì cái người cờ lơ rảnh đó nó lao sao là nước cỡ nước Phật thì nó vô nó tranh khổ, nó vô thì cũng chưa có yên đâu, nó vô nó tranh giành, nó muốn làm bá chủ ha. Thì là các vị tiên trưởng đó cứ cho mỗi đệ tử ra để là gia chạm cho nó, đánh cho nó,
Thì không lẽ mình học thầy mà thầy không cho mình tới cái việc là phải cho mình đi ra là mình đấu chiến với nhau, không biết ai giỏi ai dở. 8 vị tiên ra đấu 8.